Em thấy lác mà, mượt mà mọi người đấy. Thôi, chắc là nó nhàn quá rồi. Có để bi đâu? À, tôi mù rồi. Anh em có thấy không? Hay để tôi chỉnh độ sáng lên cho cao cao tí quá, nhìn nó hơi rén. Đồ má vẫn thế anh em ạ. Cảm ơn Queen nhé. Vẫn thế. Cảm ơn Trần Quỳnh. Rồi ôi, cúp cầu dao thôi. Mà thằng nào cúp? Tôi đang thắc mắc là thằng nào cúp. What the? Em ơi, đóng mẹ cửa đấy anh em ạ. Tôi tính chạy mẹ vào luôn. Mở cửa. Mẹ tao sợ mày à? Ra đây. Thằng này nhìn như cóc ghẻ ra đây. Ôi giời, nhìn gầy như nghiện. What? Mẹ có ống tiêm này. Dén rồi thì nói đi bro, mặt cười. Cảm ơn Hảo An nhá. Đây là một cái báo cáo về một trong cái thuốc than ở trong cái bệnh viện này. Ai vậy? Tôi đéo muốn bỏ cái này xuống để mẹ quay ra gặp ông nào đứng bên cạnh thôi nhá. Nhá, xác định tôi luôn nhá.
Ờ, đây là tiền sử bệnh án của một bệnh nhân đã khi được nhập vào trong bệnh viện này thì có dấu hiệu như là, cảm ơn Ali, có dấu hiệu như là mẹ gãy cột sống rồi cái gì mà bị bỏng cấp độ 3 ở tay và chân, rồi cái bị cái gì đấy ở hộp sọ anh em ạ. Ui ôi, ôi xong rồi. Đi. Đây là bệnh viện anh em ạ. Má bệnh viện nhìn như những nhà tù đấy. Nhìn có khác gì cái nhà tù không? Cảm ơn Điền Sà Mâu nhé. Cái này bệnh nhân đi vô một ngày đi ra mẹ luôn. Mà không phải đi ra mà đi về đâu. Mẹ bốc bốc mộ mẹ luôn. Tôi đau tim tôi chết ngay ở đây luôn. Bấm bấm trơn nha anh ơi. Tôi sẽ nhìn theo phong cách của người thường. Úi dồi ôi, ai đấy? Mẹ anh này, anh đang đem mặt nạ khí ở trong này. Ôi! Đâu rồi? Tôi quên mang nước cho anh kia. Khổ. Nước ở đâu rồi? Phòng 909 hồi nãy có con gì trong này, mở ra hồi nãy. Bên nhà trong này có một thằng nhóc à? Hello nhóc. Sao không em? Một hình của người phụ nữ à? Thôi em ơi. Thôi đừng dãy đấy em ơi. Cái hộp này không mở được à? Bị trói rồi, đúng rồi, bị trói rồi. Đi. Chúc em ngủ ngon. Anh đi đây. Sợ quá. Hù lần cuối xong đi ngủ he he. Chán hảo hán quá. Cái cấn này đi ngủ. Chán. Nha. Quá chán. Đúng rồi. Trong nhà vệ sinh chắc chắn là có nước. Không có luôn. Có cùng xà bông à? Có gì hết. Đi ra ngoài. Húp nước bồn cầu á. Kiếp anh em mẹ. Không thể anh em thử chưa anh em biết thế. Anh em tên Tuyết Sương. Kiếp. Thật là ý tưởng táo bạo. Vậy là mỗi lần là Tuyết Sương là khát nước là cứ hút bồn cầu. À vậy à. Kiếp anh em chết thật đấy. Không ngờ là anh em của tôi nó lại mặn mà như vậy. Hay là chỉ mỗi bạn Tuyết Sương thôi. Bị chỉ rồi nó ngồi đây mẹ máu ra ấy rồi anh em này, ra ghế này. Mẹ có đèn pin không, tối om vậy. Mà tôi không thấy gì luôn á.
học The C 99.99% vi khuẩn á uống rồi thầy ơi, khỏi thử mặt cười. Ôi bên Nhật nó phổ biến rồi em ơi. Bên Nhật người ta lọc nước cơ, nước cống ra nước sạch mẹ rồi nhá. Mẹ đâu khóc vậy? Mà thôi được không? Mà thôi được không? Mẹ tôi nghe đứa nào khóc nên chả tới, chả thấy tiếng gì. Tôi không quay trở về được nữa anh em ạ. Chỗ này lại sáng rồi. Chúng ta không thể tìm bất kỳ nước ở tầng này đâu. Má tìm nước nãy giờ cuối cùng nó chốt cho cầu. Không, lấy hết tròn này uống em bực nè. Hurra! Hurra! Hero ai mới vô. Cảm ơn Dura-chan nha, rất cảm ơn nghe khổ. Game này coi ôi tính kia chân thôi. Ôi giời. Tính chân con gấu màu hồng. Rồi à, mật khẩu gì đấy không biết. Chịu hẳn. À từ từ. Bị chơi đồ hay sao? Úi dồi ôi. Mắt tôi chơi đồ hay sao mà nó nhói rồi sao? Hóa mẹ cửa. Ở đây có mẹ. Hình tròn. Ai đây? Ok rồi. Có 3 cái là ok rồi. Ơ à, mẹ mật khẩu bên kia kìa anh em. Giữa mặt tôi à. Sai à? Vậy là phải như bên kia à? À cỏ cá tam giác tròn phải như ở bên kia kìa. Rồi ok, phải tìm hết. Anh em mình. Gặp bà đấy gặp xỉu mẹ luôn anh em ạ. Ôi sát khí mạnh quá.
cái này giống tôi đấy nhá. Đèn chớp chớp khó chịu quá. Con game này cảnh báo rồi. Con game này cảnh báo rằng là người chơi nên cẩn thận trước khi chơi, tại vì nó có những hình ảnh chớp nháy gây khó chịu, ám ảnh nhá. Gặp tôi gặp thấy ma chắc tôi cũng xỉu như thanh niên đấy thôi. Xỉu ngang. Nó lại xỉu tiếp. Haki bá vương à? Đúng rồi. AB bá vương mạnh quá. 914. 914 anh em nha, nhớ giúp tôi nha. Cảm ơn Điền Sầm Mâu. Không mở cửa được. Đứa nào khóc ở trong đây? Tại sao chỗ này có máu? Mẹ đừng, tí nữa tao đi rồi mở cửa nhá. Tìm phòng 914 á. À đúng 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 đúng, chuẩn 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 chuẩn. Gì vậy? Giờ này còn chơi bóng rổ đây bây. Ôi, quả bóng này đen vô cực luôn ạ. Đen thui. Nhìn như kiểu lỗ đen anh em ạ. Ôi dồi ôi. Rồi, nhà xác mẹ rồi. Tới nhà xác mẹ rồi. Anh niên này còn vô nữa bây. Ui dồi ôi, thôi thôi thôi, outlast mẹ rồi. Này bố outlast mẹ rồi. Anh em nhá, bố outlast nhá. Outlast thi thể không nhiều như thế này. Này giống cả một đội quân thì đúng hơn. Ôi mẹ đông ấy. Ôi mẹ, trong kia còn có cái gì đấy bây. Resident Evil rồi. Resident Evil anh em nhé. Làm tôi nhớ lại những cảnh trong Resident Evil. Bác sĩ Thomas Frank. Còn đây là những hình ảnh người phụ nữ và hai bác sĩ, hai người đàn ông đứng chung ảnh. Chắc là một gia đình à, hay sao? Bàn cơ. Up for another game, General. Sure. Tiếp tục cái ván game đấy đi. Con tướng Let's not get ahead of ourselves. Rồi hai con đi con tốt. Rồi lên mã. The research. Để tôi nghiên cứu một lúc đã. Cậu có thể dừng lại một không, được không? It is useless research. Làm gì có chuyện dừng lại dễ thế. Tôi không muốn giấu giếm cái gì đâu. Those are our soldiers. Tôi chỉ muốn rằng là những cái It is over, Frank. I'm shutting it off. Make your move, General. Ôi, tôi sau khi nghe câu chuyện thì nó là thế này anh em ạ. Checkmate.
Hai người này là hai ông bác sĩ. Hai ông ấy đang tiến hành một cái thí nghiệm gì đấy. Vâng. Để kiểu như là kiểu như tưởng nhớ đến những cái các chiến binh liệt sĩ, cũng như là những cái anh hùng chiến đấu ở trong quân đội, bằng cách là cho họ những cái kiểu như là sức khỏe dẻo dai rồi các kiểu, nói chung là khả năng là siêu chiến binh. Hai người này đang nghiên cứu một loại gì đấy để tưởng nhớ, để tưởng niệm những người mà có công với đất nước cả đái à. Họ đáng được nhận như thế. Rồi vậy các cụt. Em vừa thấy con đứa nhóc ở trong. Không có gì nữa. Vỡ ối á. Tôi thấy khóc mà, hình như là đẻ trọn vẹn chứ đâu phải vỡ ối đâu. Hay là sinh non, cái này sinh non. Nó vẫn quýt. Rồi sao tôi chả thấy cái mẹ gì trong đây cả. Ôi mẹ nhiều xác lắm. Toilet à? Đây là sơ đồ của toilet à? XO là sao? Là XO. Mở cửa này. Rồi, đứa bé mọc chân chạy mẹ rồi. X là vào được, còn O là không vào được á. XO. Hay là X này. Hurra! Hurra! Em thấy giống sơ đồ mạch điện. Đúng không? Chuẩn. This way, sir. Cảm ơn đồ là cha nhá. Đường này thưa ngài. Hello nhóc. What the heck? What the f... Damn. Cái đó là cái số thứ tự cái cửa cái mở. X là kiểu cửa là đóng. Còn O là cửa mở. Anh em hiểu không? Cứ theo số thứ tự ở trong phòng vệ sinh là ra. Ủa ơi, bên trong này có hầm nữa này. Cái này là bị kiểu như là bị moi từ trong bụng ra, đúng hơn là đẻ. Không ai đẻ vậy hết. Ừ, cái này giống kiểu moi từ trong bụng ra ấy. Vậy là còn hai cái nữa mới mở cửa được cái này à? Nhìn kỳ lên nó cái gì đây. Các bạn nhìn cứ như là sắp đến đấy anh em ạ. Ôi dồi ôi, tắt mẹ điện rồi. Tắt rồi. Rồi bật điện lại. Nào, chúng mày ra đây tiếp. Nào. Alo. Cho hỏi đứa nào vừa thổi tắt đến tao. Ra đây. Và vẫn What the? Cái gì đấy? Cái này. Ah!
cái này anh em làm tôi liên tưởng tới cái gì không? Bố có thể buộc dây giày cho con được không? Giống anh em nhỉ? Giống giống sao? Giống con bắt anh em thấy thấy giống con mắt nó mở ra không? Anh em thấy giống con mắt không? Anh em nghĩ cái gì đây? Nghĩ tầm 3, tầm 7. Chết thật. Toàn nghi lung ta lung tung đổi tôi. Tôi thì trong sáng. Không liên tưởng được ạ. Ủa? Rồi phòng này có cái gì mà để tôi vô? À đây. The hell, man? Ui. Ui. Ăn miếng coi mẹ protein. Ôi protein khắp nơi luôn ạ. Ôi. Khiếp. Tiếp. Hurra! Hurra! Nó đi tiếp luôn anh em ạ. Cảm ơn Meko-chan nhá. Cái tên hoài niệm quá. 16 cộng. Anh em nào mà không đủ tuổi đi ra nhá. Đi ra giùm tôi nhá. Không phải chỗ con nít. Rõ chưa? Tôi vì lịch sự cho nên là tôi sẽ không chiếu ảnh của em lên. Mất công em bóc phốt tôi. Sao mở cửa? Đừng nói tôi phải lại gần em nhá. Em ơi. Em ơi. Có méo gì đâu. Ủa rồi đi làm gì? Nó
bắn cái này mà lại top top chắc bay ạc mẹ luôn ạ. À thiêu, thiêu cái xác này đi. Ơ có người còn sống à, quê ơi, đây, em xin lỗi, Ờ rồi xong, chết mẹ rồi. Hả? À. Vậy là có người còn sống anh em ạ. Mà tôi lỡ thiêu chết mẹ rồi. Rồi sao? Niệm. Rồi. Hôm sau em được cái chìa khóa là em mừng này. Không biết không có tội. Anh em hiểu không? Không biết không có tội. Rồi. Hôm sau ngày mai tôi đăng YouTube chắc phải tôi phải che lại những cái hình ảnh nó như vậy. Ờ. Tại vì YouTube nó khó lắm. Rất là khó. Phải che mà làm mờ, làm mờ. Đừng nói mày cả chuồng nữa nha. Chim rồi đấy. Rồi. Cái điều gì đấy? Không vô được mấy cái phòng này ạ. TikTok chắc bán 365 ngày mẹ rồi. Nha. Yeah. Ôi ôi chào em. Em bị mất rồi, hên quá. Nói thật là chơi con game này mà gặp TikTok là ban mẹ nó 365 ngày. Nha. Trong đây cứ xem như tim cờ rớt á. À. Rồi làm gì? 914. Ui. Damn boy. Mẹ mất nửa đâu luôn á. Gì vậy? Dự án thứ 914. Chữ mờ quá tôi không đọc được. Chữ nhỏ còn mờ quá. What the fuck man. Rồi làm gì trong đây vậy? Hả? Rồi làm gì đây? Mình chưa biết làm gì đây luôn. Đi về à? À đi về không về được. Tôi đang lang thang không biết làm gì đây. Rồi.
Mẹ, hình như tôi vừa ấn vào cái máy cưa hay sao ấy, là cưa người ông ra hay sao ấy. Rồi làm gì nữa? Ủa mấy chỗ này kinh vậy? Không cho tôi về. Không nhấn được cái gì cả. Giờ không hủ nhưng vẫn rén à? À, rén thật đấy chứ mẹ. Nói thật, ôi dồi ôi mẹ. Cái xích thôi là tôi giật cả mình. Mẹ, tôi phải làm gì nữa này? Anh em biết làm gì không anh em nhỉ? Tôi chả biết làm gì nữa kìa. Lên bàn ngủ đi anh ạ. À. Con đêm này kinh nhất từ trước tới giờ luôn đi anh. À đúng. Có thể là kinh nhất nha, nhưng mà chưa chắc. À, dẫn mặt tôi đấy à? Làm cái gì ở đây? Oh. Mẹ mò cả tiếng đồng hồ. Chưa thấy được cái gì đây cả. Hàng làm game nhá. Mẹ tự nhiên nhốt cho con người ta trong đây rồi mẹ đéo thả. Cái xác á, cái xác thì sao? Anh em bảo cái xác có gì đâu. Xác rồi, chả có gì cả. Rồi ôi, mày để đây bố mày thấy. Có một bệnh nhân đang có tiền án tiền sử là đang bị mang thai và quá trình là ui, bọn này tiến hành thí nghiệm để sinh ra con một cách kiểu như là nhân bản ạ. Nó kiểu như là nhân tính á. Cái gì đấy? Cái gì mà con người làm ra mà tự đẻ nhỉ? Thí nghiệm trên bào thai à? Accelerate the cell growth. Tất cả các tế bào đang phát triển này áp dụng một cái công thức sinh học nào đấy. Điều này là có thể. Điều này là hoàn toàn có thể. Một siêu chiến binh. We may even not need trenches anymore.
siêu chiến binh anh em nhá. Đây là chỗ này để thí nghiệm siêu chiến binh. Hiểu rồi ha. Ok. Vậy là tất cả những đây là lính ở những cái chiến trường được thu gom về đây để làm thí nghiệm trở thành siêu chiến binh giống như Captain America. Mẹ đứa nào khóc vậy? Con. Nhưng mà thí nghiệm toàn thất bại. Làm tôi phụt cả máu mũi anh em. Thằng nào đẩy cửa đi? Nếu mà đúng lên logic của game thì tôi văng mẹ vào tường rồi anh em nhá. Logic kiểu gì đâm sợ quá. Cái gì vậy? Ở trong này có mấy cái phòng hay sao này? Thôi em xin. Hình như chị xinh lắm. Mẹ à. Tôi chưa kịp lại gần chị. Chưa kịp lại nhìn gian sắc của chị biến bất tiểu. Đúng là gái né tôi nhá. Chứ không tôi nói thật, ma nữ nào mà cứ gặp tôi cứ lao thẳng vào là tự ắt là biến mất anh em nhá. Không hiểu là tôi có cái ma lực gì khiến cho bao nhiêu gái bị mất hết. Gì vậy? What happens to the injured soldiers? Có chuyện gì với bộ trang phục vậy? Nó biến mất rồi. It's nothing you should worry about. Mày không nên quan tâm đến điều đấy đâu. Mày mẹ tôi cầm cái gì đấy? Mày ngón tay ạ. À. Ngón tay để làm gì đây? Nhìn dấu. À, chúng ta phải thu thập những cái mảnh ghép của bộ phận trong cơ thể để đưa cho con đó ăn à? Sir, those three soldiers refuse to follow orders. Có ba người lính không chấp nhận cái điều này. Nếu không chấp nhận thì chỉ có cái chết thôi. Dr. Frank will take care of them. Tiến sĩ Frank sẽ bác sĩ Frank sẽ tiến hành xử lý bọn chúng. À, vậy là ba người lính này là không chấp nhận ở đây. Tôi lấy được quả tim rồi anh em ạ. Y như của mấy đứa thằng con nít vậy nhá. Không khác gì của mấy đứa mà tầm lớp ba đồ. Tôi hay chơi với trẻ con nên tôi biết.
trẻ của tao ở đâu? What the fuck, man? What the fuck, man? Có cần làm chân thật vậy không? Phải cho con nó ăn. Chứ không tôi lấy là mẹ gì? Con game này là kinh từ đầu đó. Nó kinh từ đầu game cho đến giữa game rồi cuối game vẫn còn kinh ạ. Hên quá cái này không like trên top top. Suýt ăn ba là mồm. Này là lấy rồi. Ôi giời. Lần đầu thấy ông chơi game gì kinh quái. Rồi game này kinh đấy. Chắc là mấy em thiếu nhi là bây giờ là sợ thun vòi mẹ rồi. Ê. Rồi xong. Ui, chạy đi. Anh ấy sao rồi? Anh ấy vừa thức dậy. Great. Tuyệt. Good morning, General. Chào buổi sáng, con chuột. Who is it? General, General. Take it easy. Xem ai bị trói đây này. Under a lot of medications with some side effects. Nào bình tĩnh đi. Like hallucination. Đó chỉ là ảo giác thôi. This case is ready. Căn phòng đã chuẩn bị rồi, đưa hắn xuống cầu thang. À đó, cái hộp đã chuẩn bị rồi, đưa hắn xuống cầu thang. Tôi có đưa đâu, tôi mẹ lấy thằng nhỏ ra nhưng mà tôi có đưa thằng nhỏ cho con đó đâu. Tôi tính đưa lấy thằng nhỏ ra nhưng mà con nó ăn trước mẹ rồi. This greedy gut will sap before we go. Oh, there. Unto dancers sleepy head. Cảnh này khác gì ao lát đâu. But stay a while, says snow. Put on the pot, says greedy gut. We'll stop before we go. Come to bed, says sleepy head. Let's stay a while, says slow. Put on the pot, says greedy gut. We'll stop before we go. Thích liêu, chưa ghê lắm, bình thường. Vô đây mà chơi. Vô đây mà chơi. Nhá. Cảm ơn Lura Chan. Hết rồi, hên quá. Hết rồi. Yes.
Yes. Yes. Cốt truyện béo hiểu gì luôn. Vâng, tôi chả hiểu cốt truyện con game này là gì. À đâu, cốt truyện là mấy thằng lính bị đưa ra làm thí nghiệm, trở thành siêu chiến binh, nhưng mà toàn thất bại. Vâng. Cho nên là nó lập ra cái khu bệnh viện quỷ ám này. Ờ. Đấy cả đấy. Hiểu rồi. Có chuyện hơi lằng nhằng tí. Ura! Ura! Cô nên cho con game này lên YouTube. Không, vẫn cho, nhưng mà tôi sẽ che những cái đoạn mà nhạy cảm đi ấy. Ừ, tại vì YouTube mà gặp mấy cái kiểu như nhạy cảm cỡ này là bay bay màu. Là bay màu.